Chủ đổi qua nhà lớn cần sang nhượng lại căn nhà có diện tích chiều ngang là 3m5 và chiều sâu là 12m5, thiết kế một trệt một lầu. Công năng sử dụng là một phòng khách, một phòng bếp, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh. Đường trước nhà có chiều ngang là 3m. Với giá 1 tỷ 700 triệu. Vị trí căn nhà cách ủy ban phường Thạnh Xuân khoảng 500m và về ngã tư ga khoảng 1 km và về sân bay Tân Sơn Nhất khoảng 20 phút đi xe máy. Căn nhà có hai lớp cửa, một lớp cửa sắt phía trước và một lớp cửa nhôm Sinpa phía trong. Khoảng giữa chúng ta có chiều dài vô khoảng 3m, có thể đậu được 4 đến 5 xe máy. Và không gian đầu tiên là phòng khách với tông màu trắng sáng rất là sang trọng. Và hai bên tường cũng được gia chủ ốp gạch len cao lên 1m2, được bao quanh hết căn nhà. Cầu thang thì được bố trí giữa căn nhà. Tiếp theo là không gian phòng bếp và nhà vệ sinh. Và cuối cùng là một phòng ngủ dành cho những ông bà lớn tuổi. Với mức giá 1 tỷ 700 triệu, chúng ta có một căn nhà một trệt một lầu, một phòng ngủ dưới đất, hai phòng ngủ phía trên lầu, hai nhà vệ sinh. Và trong bán kính 500m, chúng ta có ủy ban phường Thạnh Xuân, chợ Thạnh Xuân, trường tiểu học cấp 1, cấp 2, cấp 3. Nếu quý anh chị đang tìm một căn nhà 3 phòng ngủ với mức giá chưa tới 2 tỷ, thì hãy gọi ngay cho em để tới xem trực tiếp căn nhà. Sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để thương lượng về giá. Hiện tại thì với mức giá 1 tỷ 7, chủ hứa sẽ bớt lọc cho quý anh chị. Cầu thang thì cũng được chủ ốp đá hoa cương, kính cường lực và tay vịn bằng gỗ tự nhiên. Phía trước có chúng ta có một phòng chủ dùng để làm phòng tập thể dục và một phần phía trước dùng để làm phòng thờ. Ban công thì được đưa ra khoảng nửa mét dùng để lấy gió và lấy sáng. Cũng được gia chủ rào một lớp sắt để bảo vệ căn nhà, cho căn nhà chúng ta an toàn hơn. Và hiện tại thì bên Phúc còn rất là nhiều căn nhà giá từ khoảng 700 triệu cho tới 7 tỷ. Nếu anh chị muốn mua nhà hoặc đất thì cứ gọi điện thoại cho Phúc và nói ra yêu cầu mà mình mong muốn. Sau đó Phúc sẽ tìm những sản phẩm hợp ý để gửi cho quý anh chị xem. Và đây là nhà vệ sinh ở trên lầu 1, dùng cho phòng phía trước và phòng phía sau. Và đây là phòng ngủ thứ 3, phòng ngủ cuối cùng của căn nhà. Video review căn nhà 1 tỷ 7 của em đến đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau.